Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Trở Về TV. Thì mình đang có mặt ở thành phố Vũng Tàu mọi người ạ. Đây sau lưng mình đó chính là con đường Hoàng Hoa Thám, và bên kia là tượng Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Tuấn. Đây, ở phía này sau lưng mình đó chính là chợ Sóng Lưới nha mọi người. Đó, chợ Sóng Lưới từ lâu đó là một trong những ngôi chợ thủy hải sản nổi tiếng ở thành phố Vũng Tàu. Hôm nay mình mời mọi người đi tham quan coi chợ Sóng Lưới có cái gì nhá. Ok, đi thôi. Đây, trước mắt chúng ta chính là con đường đi vào chợ Sóng Lưới nha mọi người nhá. Đó, chợ Sóng Lưới là một ngôi chợ nhỏ thôi chứ không có lớn. Đó, nhưng mà ở đây nó bán hầu hết những cái món thủy hải sản, cá tôm cua ghẹ gì vân vân ở trong đây đều có nha mọi người. Đây cũng là một trong những điểm đến rất là du khách quan tâm mỗi khi có dịp tới thành phố Vũng Tàu. Đó, ở đây những cái cửa hàng bán thủy hải sản nè. Đi chạy sâu vô trong kia rồi mình đi qua đây coi thử coi như thế nào nha. Đây, đây có một cái cửa hàng, mình thử xem coi ở đây bán cái gì nhá. Ở đây là có ghẹ đúng không anh ha? Dạ, ghẹ mực tóc đầy đủ đúng không anh? À ghẹ, ở đây là ghẹ. Còn ở đây là ghẹ, bốn cái sâu này là sẽ ghẹ hết đúng không anh? Dạ. Nhưng mà tại sao nó khác màu nhau anh nhỉ? Dạ, con này là con ghẹ trăng, con này là con ghẹ đỏ. Ghẹ này ghẹ trăng hả? À, có nghĩa là trên cái thân nó có cái tròn tròn là giống như mặt trăng đúng không? Dạ. À cái đó là ghẹ trăng. Đó. Còn ghẹ này là ghẹ đỏ. Mà nghe nói ghẹ đỏ có tên khác như thập giá gì thánh. Dạ đúng rồi à. À thập giá mình hả? Nghe tiếng địa phương người ta gọi. Đó mọi người có thấy không? Còn một em nghe nói ghẹ nó 5-7 loại gì, còn ghẹ xanh, ghẹ gì tùm lum tà lan. Xanh, ghẹ đá, ghẹ lông. À vậy hả? Dạ. À. Bữa nay ghe vô có ghẹ này thôi. À cái này là mình lấy hàng trực tiếp từ ghe đúng không anh? Dạ. Dạ, đi ghe đi đánh bắt xa bờ rồi xong đi vô là được đưa lên đây luôn nha mọi người nhé. Đó, ở đây có nè, ghẹ này ghẹ trăng. Ghẹ trăng là có 3 chấm tròn trên lưng. Đó nha mọi người. Còn đây là ghẹ đỏ. Đó. À đây còn càng này, càng gì anh nhỉ? Càng ghẹ đá đó anh. À càng ghẹ đá mà nó bự vậy hả? Dạ. Wow. À đây bán càng ghẹ không nha mọi người. Đây càng ghẹ đá nè. Đây là mực. Mực nang rồi mực. Mực đây ống nào. Với mực lá. À mực ống với mực lá hả? Con dài dài xung xung đó là mực ống. À. Dẹp dẹp kia là mực lá. Con trắng này là mực lá, còn con cái đỏ đỏ hồng hồng này là mực ống hả? Dạ. À hay ha. Ở bên mình là chị bán vậy thôi, còn cái gì nữa không ha? Dạ bữa nay chợ giống chỉ bày hàng ít vậy thôi. À vậy hả? Dạ. Nên mình bán cả tuần luôn hả anh? Dạ. Anh cho em hỏi tại sao chợ này gọi là chợ Sóng Lưới nha? Hồi xưa giờ nó vậy rồi. À chắc hồi xưa ở đây là cái khu dịch lưới hay sao hả? Dạ, à ok, rồi em cảm ơn anh nha. Dạ. Rồi, dạ em chào anh à. Dạ. Rồi ok, mình đi qua đây tiếp tục nha mọi người. Rồi bên đây là một cửa hàng nữa nha mọi người. Đó, ở đây tôi thấy nè, có ốc hương nè. Đó, hai cửa hàng, đây là có tôm, tôm tích. Đó, ốc hương, tôm tích, đây là ghẹ cua. Đây là ghẹ nha mọi người, ở tôm tích, đây là ghẹ. Rồi, đa phần là chợ Sóng Lưới là bán hải sản tôm cua cá ghẹ nên vô đây mình có thể dễ dàng bắt gặp được những cái cửa hàng bán những cái món thủy sản hải sản này nha mọi người nhé. Rồi bây giờ mình đi qua một số cửa hàng khác. Rồi trong đây là cái gì đây? Phố hải sản Sóng Lưới, khu đi bộ. Ok, cấm các loại xe. Rồi rất là đúng sở trường của mình, đi bộ nha mọi người. Rồi ok. Rồi vì đúng với tính chất tên gọi của nó nên ở đây là bán hải sản không nha mọi người. Đó, gọi là chợ Sóng Lưới là chuyên gia bán hải sản. Đây có thể thấy này, ở đây có con tôm tích nè, tôm tích. Rồi ghẹ, à đây tôm hùm. À đây có tôm hùm nha mọi người, lớn nhỏ. Đó, rất là nhiều các loại hải sản. Ờ đó. Ở đây vì đây là giống như một cái chợ thu nhỏ đó mọi người. Nên đa phần là đây bán gọi đúng như tên gọi nữa là phố hải sản. Đó, đây là có tôm hùm nè. Đây có tôm sú, sông, cua, cá, ghẹ, tôm tích. Đó. Đây có ghẹ. Đa phần là nhiều ghẹ nha mọi người, đa phần là bán ghẹ nhiều. Đó, đây có tôm tích nè. Ok. Ốc hương. Này là ốc hương, đây là ốc giác. Tôm tích. Ốc len, ghẹ. Rồi, ok.
Giờ mình tiếp tục đi vào phía trong còn cái gì nữa nha. Đây, đây giống như là một cái chợ thu nhỏ nha mọi người đó. Với một dọc này bán tôm cua, cá ghẹ, các loại thủy hải sản. Đây đây, ở đây có một cửa hàng nữa nè. Đây có nghêu. Chị ơi cho em hỏi con này là con gì chị ha? Dạ? À xào lụa hả? À đây xào lụa mọi người. Đây là nghêu, đây xào lụa. Đây là hàu. Hàu đó. Đây là ghẹ. Thì giống như mình đã nói mọi người, thì ghẹ nó, đây là có loại ghẹ trăng nè. Ghẹ trăng là có 3 chấm trên đầu đó. Còn đây là ghẹ đỏ. Nó còn một số tên nữa nhá. Rồi. Đây có ghẹ đỏ, ghẹ trăng, tôm tích. Tôm tích thì còn sống hoàn toàn nha mọi người đó. Đây có mực ống. Này mực ống, mực lá. Cái con này là con sò gì? Sò điệp hay gì? À sò điệp. Đây sò điệp nha mọi người đó. Ủa cái này là mình đặt nó lên hay là nó có hai con trong đây luôn nhỉ? À hai con nữa hả chị? Em tưởng là một con nó có hai cục đó chứ. Cái này là hai con các chị bán bỏ lên nha mọi người. Mình cứ nghĩ là một con mà nó có hai cục đó. Vậy là lời, mua vậy là lời, quá lời luôn. Rồi ok, tiếp tục đi tham quan một số nơi nữa nha mọi người. Ở đây là ghẹ. Đây các loại ghẹ nha. Là tôm sú, ốc hương. Đó, thì chợ sắm lưới của thành phố Vũng Tàu. À dạ có, em có quay ngoài bạn rồi. Dạ ơi khổ ghê à. Rồi, ở bên đây là một cửa hàng cá. Ok, mình qua tham quan như thế nào nha. Các loại cá, con nào cũng siêu to khổng lồ không. Rồi đó. Đây mình có thể thấy một số loại cá mình có thể biết nè, giống như cá chim nè. Chim trắng. Không phải phải cá chim của ta, đây là cá cá. Ôi trời, cá cam, cá cam. Đây cá cam. Cá chim đây nha mọi người. Đó, này cá chim. Con này là cá gì cô ha? Dạ. Ủa con cá đỏ đỏ nè, cá gì vậy cô? À cá hồng hả cô? Hồng giòn. À hồng giòn nha mọi người. Wow. Rất là nhiều loại cá. Tại cô chủ đang bận rồi nên mình quay sơ sơ cho mọi người biết, mình không rành gì mấy cái này lắm. Đây có thể là cá ngừ nè. Đây cá ngừ nha mọi người. Đây cô, cái con cá này là cá gì cô? Cá lạc. Cá lạng hả? Cá lạc, lạc. Cá lạc hả? Con này là hồng giòn hả? Cá hồng giòn, cá mó. Cá mó đây hả cô? Ừ, cá con cá mó. Cá đối là con này. Cá đối đây nè. Đây cá đuối. À cái này cá đối đây hả cô? Đúng rồi. Cá đối, à còn cái này là cá đuối khác khác nữa hả? Bò da. Bò da. À. Chim sầm cam. Cái này là chim luôn hả cô? Ờ chim, có người gọi là cá chim mà có người gọi là trên nó là cá khế. À, còn con này là con chim là chắc rồi nè. Luôn. Rồi còn này là cá chim. Cá chim nó gọi chim trắng. À. À. Hoặc là có chỗ gọi là cá khế nha mọi người. Cá khế hoặc là cá chim nha. Con này là chim chắc chắn đây nè. Đó. Cái này là cá lạc nè. Đó, đây cá ngừ. Không, cá thu. À cá thu hả cô? Đây là thu, cái này là cá bớp. À, đây cá thu nha mọi người. À, rồi rồi con nhận ra cái đuôi nó rồi. Cái này còn là cá bớp. Đó. Rất là nhiều loại. Đây mình có thể vô tha hồ lựa chọn trong cái chợ sông lưới này nha mọi người. Ok, đây là rất là nhiều các du khách tới đây để tham quan và mua hàng trong cái kỳ nghỉ của mình. Rồi bên đây là mực lá và mực ống. Thì mực lá là nó dẹp dẹp như thế này. Còn mực ống là cái con hồng hồng này nha mọi người. Nó dài như vậy gọi là mực ống. Ok. Rồi mình đi quay hải sản đi, là mình bắt đầu mình thuộc được nhiều một số loại số loại cá, cua, mắm gì rồi. Ở bên đây là các loại hải sản đó nha mọi người. Tôm, sú, biển. Này sú biển, này là mực ống. Rồi này là ốc hương. Ốc hương con to, nhìn đã không? Con này thì loại bé hơn đúng không chị ha? Con này con to. Dạ không, em YouTube ở Sài Gòn à. Cái này con tôm tích.
Rồi, ở đây là ghẹ đó nha mọi người. Đó, từ sáng giờ mình giới thiệu mọi người cũng biết sơ sơ về ghẹ rồi nha. Ai chưa biết thì cũng biết sơ sơ rồi, đây có ghẹ xanh nè. Ghẹ này ghẹ đỏ hay còn gọi là ghẹ thập giá gì đó. Còn ghẹ trăng, ghẹ đá, ghẹ tùm lum tà la, ghẹ nữa. Đây con ghẹ này là ghẹ đá đúng không chị hả? À, cái con sần sùi này là ghẹ đá nha mọi người. Đó. Ok. Sáng rồi, ok mọi người nha. Đây mình đi qua cái cửa hàng khác coi như thế nào nha. Tại ở trong này là phố nè, mọi người thấy phố hải sản shop lưới. Nó giống như một cái chợ thu nhỏ nha mọi người nha. Đó, phố hải sản. Đãi em nằm dài em quay với mấy con. Ok. Rồi đây hải sản tiếp nha mọi người. Đây là tôm nha, tôm sú biển. Đây tôm sú biển, đó mình đi riết ra mình giờ mình thuộc hết các loại tôm cua cá rồi đó. Còn đây là ốc hương, đây mực lá. Đó, giờ biết là mực lá rồi nè. Lá thì 800 kg. Này mực ống. Rồi, ok. Ở đây mình có thể nhận ra một số loại cá nè. Cái này cá ngừ, chính xác luôn không anh? Rồi, cá chim. Cá này là cá đối đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đó, giờ sáng giờ đi quay giờ biết nhiều loại cá này là cá bạc má nè. À, đúng rồi. Còn cá này là cá cam. À, đúng rồi. Sòng hả? À, nó giống cá cam cái gì? Sòng. À. À, cá sòng nó có dài nè. À, vậy hả? Đây là bạc má, đây là cá đối. Đó. Tiếp tục đi nha mọi người. Đây là chợ phố hải sản xóm lưới. Chợ xóm lưới nó nhỏ nhỏ nhưng mà tình cảm vui phết mọi người ạ. À. Ok. Cho em quay phim đây xíu được không con? Quay phim đây xíu được không? Dạ. Đây là mực. Đây là mực ống. Ok. Đây là mực lá. Sáng giờ con chưa biết gì về hải sản, con đi quay vòng con nhớ. Đây là ốc hương. Đó, ốc hương lớn, ốc hương nhỏ nha mọi người. Đây là ghẹ xanh nè đó. Đây là sò dương, sò mai vậy nè. Đây là này sò, sò huyết. Ồ sò huyết con bự dưới tay này, có sò huyết rồi con. Ồ sò huyết con này bự dữ vậy. Wow, con sò huyết này nó bự như là con sò lông vậy luôn, bự hơn sò lông luôn. Wow. Con sò huyết này bự thiệt mọi người ạ. Đó, đây là ghẹ nhiều nữa nha mọi người. Ghẹ. Đây là ghẹ nè đó. Đây là tôm tích biển. Ê, tôm sú biển, tôm sú biển. Sú biển to nha, to như con càng xanh luôn. Đây có bạch tuộc nè. Ghẹ. Đây là tôm hùm. Đó. Tôm hùm nay nhiêu ký bác nhỉ? 1.1 triệu hả? Dạ. Đây ghẹ. Đó. Mọi người có thấy ghẹ. Ghẹ mặt trăng rồi ghẹ đỏ rồi ghẹ xanh rồi ghẹ đá nè. Đó. Còn ốc này ốc gì bác? Ốc tỏi. Ốc tỏi. À này cháy tỏi ngon lắm không? Ốc tỏi để nướng. À nướng hả? Con sò này sò gì nha? Ngao hai còi. À ngao hai còi. À rồi con nhớ rồi, ngao hai còi. Dạ, ốc hương, nghêu tím. À trời ơi con nghêu. Rồi con nghêu này to thiệt các mọi người. Nó bự như bàn tay mình luôn á. Ồ. Ôi con này con móng tay. Này xào rau muống anh hết sảy. Móng tay xào rau muống anh hơi bị ngon luôn. Rồi sò huyết. Ốc hương. Rồi mực lá. Mực ống. Ồ đây là bào ngư. Còn cái con này con gì bác? À sò điệp nhật. Sò điệp nhật. Rồi ok. Ở đây có một cái quán hay lắm cho mọi người. Rồi mình vào mình quay cho mọi người xem thử coi như thế nào. Tại nghe nói ở đây là có chế biến, bán hải sản và chế biến ăn tại chỗ luôn. Đây vựa hải sản Nhân Hậu 4. Nằm trên đường Trương Công Định nha mọi người. Cái cửa chính nằm trên Trương Công Định. Này là cá mau ếch anh. Nó có hai size. Mau gì? Mau ếch. Mau ếch hả? Con ếch hả? À giống cá mặt quỷ đúng không? Dạ tôi lại nói như vậy anh. Cá lớn rồi trời. Đây là cá mau ếch nha mọi người. Đó giống như cá mặt quỷ. Đó cái này là làm gì ngon bác nhỉ? Xào cà ri, xào ớt, nấu lẩu. Nấu lẩu nè. Nhưng mà bác bán như thế này thì người ta mang về nhà nó có sao hay là bác có chế biến đây luôn? Có chế biến tại chỗ còn anh muốn, nếu mà anh muốn mang về là đóng thùng. Đóng thùng bà đá mang về. Dạ.
Còn ở chỗ tụi em đây là chế biến tại chỗ ăn luôn. Dạ có bàn ghế là tụi nhưng em nhưng mà đây. Cái công chế biến tính sao ạ? À? Cộng thêm bao nhiêu? Mình là xào nấu là nếu mà nấu là 50. Dạ. Còn xào nấu từ 60 cho tới 50. Dạ. Còn hấp là 30 hấp tính theo đơn vị ký nha anh. À vậy hả? Ok rồi. Đủ chén nước chấm đầy đủ luôn. Còn bàn ghế là cho ngồi miễn phí. Cho mượn bàn ghế ngồi đầy đủ đúng không? Dạ đúng rồi. Ok. Rồi còn cái loại cá gì nó bắt cá mau ít nè. Dạ cá mú. Cá bóng mú hả? Cá mú á. À cái mú luôn, có cái đuối sống rồi nè. Rồi ok đây mình thử coi một số cá cá. À có cá đuối nha mọi người, cá đuối sống. Coi cái đuối sống luôn. Thấy không? À cá đuối sống. Là mình chế biến luôn. À bên kia đây, có ghẹ nè. Chế biến nấu lẩu lại đây ghẹ đây. Dạ đây có cá bóng mú nha mọi người. Cá mú đây ghẹ nè. Có ghẹ xanh luôn nha. Ghẹ xanh. À em thuộc rồi, sáng giờ đi quay. Sáng giờ đi quay thuộc cái loại ghẹ này. Tôm hùm, cá bông mú. À hay quá ha, đây có cái dịch vụ này hay nha mọi người. Có thể mua xong ra đây chế biến nè. Cái quán hải sản Nhân Hậu. Ok, cái này là mình làm bài để cho mọi người có thể tiện lợi mỗi khi đi du lịch Vũng Tàu nha mọi người nha. Đây là đường Trương Công Định Nhân Hậu 4 đó. Trương Công 14 Trương Công Định anh. Ok, cảm ơn anh nha. Rồi, rồi. Ok, đây có là mực. Mực mực lá rồi, nhớ rồi, mực lá bạch tuộc. Đây có ốc hương. À tép tôm sú biển. Con sú biển nó to thật, sáng giờ ông tự con gì mà nó to như tôm càng xanh đó nha. À, nhưng mà tôm sú nó ăn được toàn thân, còn càng xanh ăn được cái khúc mình có chút xíu rồi, còn cái đầu không à. Dạ đúng rồi. Rồi. Rồi mình vừa giới thiệu mọi người cái khu phố hải sản xóm lưới. Rồi, ở ngoài xóm lưới còn rất là nhiều nha mọi người. Ừ, mình đi ra ngoài đó coi còn cái gì nữa để mình quay cho mọi người tham khảo nha. Này giống như cái nhà hàng của mọi người đó, ok. Rất là hay nha, ở đây nè, ta tạo ra một cái giống như cái phố đi bộ nè. Để bán những cái gia thủy hải sản cho khách du lịch, khách tham quan. Chợ xóm lưới tuy là có thể là mình nói là không có lớn như mọi chợ, như những cái khu chợ khác mà mình đã từng quay cho các bạn coi. Nhưng mà ở đây rất là nhiều đặc sắc. Đặc sắc ở chỗ là vì là khu du lịch nên có rất là nhiều các dịch vụ sử dụng ở đây, nhiều cái dịch vụ nên mình có thể làm nhiều thứ mọi người nhé. Ở kia khu hải sản Nhân Hậu 1. Ngoài này có những cái món ăn giống như là anh chơi cho khách du lịch nha mọi người. Đây nè, đây có chuối nướng. Đây là chuối nướng, khoai mì nướng, chuối nướng nè. Đó, bắp nướng. Rồi những cái trái cây xoài mận bưởi gì sắn gì đó để mình có thể vừa đi chơi vừa ăn vặt cho nó vui. À đây có muối hải sản đó nha mọi người, muối xanh nè. Mình ra đây kiếm chỗ nào nướng nướng hải sản rồi ra mua muối ăn luôn tại chỗ được. Cảm ơn gì à. Dạ đây cái loại khô nha mọi người, út kiều. À đi mấy cái chợ ở vùng biển này thì khô là quay liên tục. Rất là nhiều các loại khô nha mọi người đó. Thì cũng giống như chợ Bà Rịa, rất là nhiều các loại khô để cho mình có thể lựa chọn. Dạ. Đây, có cả giá đây luôn nha mọi người. Tôm khô rồi, mực khô rồi. Ở đây là mắm, các loại mắm nè, mực xé, mực xào. Cái này là đồ ăn liền á, hải sản. À hải sản ăn liền hả bác? À đây. Dạ dạ. À cái này mua ăn liền đúng không? Là có mực. Ok, con cảm ơn bác. Dạ. Đây là gì đây? Úc Kiều. Hải sản Úc Kiều. Rồi con cảm ơn bác nha. Rồi bên đây là có một cái cửa hàng như vậy đó nha mọi người. À ở đây là vựa hải sản Nhân Hậu 1. Mọi người có thể thấy là rất là nhiều các loại hải sản ở đây. Đó, tôm cua cá ghẹ. Một con đường này có khoảng 100 hộ để bán những cái món tôm cua, cá ghẹ và những món khô. Đây mọi người có thể thấy ở đây là những cái món này, món ăn liền nè. Cái này mình mua mình đóng bịch là vừa đi vừa ăn, hoặc là ăn với cơm, ăn với bánh mì, cái gì mọi người có thể vừa tham quan, vừa đi chơi. Rồi cái này là để ăn liền luôn nha mọi người. Đó. Có cua xào rồi gì sốt ớt gì tùm lum tà la đây nhiều lắm mà mình không rõ được hết. Nói chung sáng giờ nắm hết được cái tình hình thủy hải sản là mấy các món cua cá ghẹ thôi là thấy
nhức đầu lắm rồi. Kiến thức sáng giờ update hơi bị nhiều rồi mọi người ạ. Đó, đi qua chợ truyền thống nhiều, nhưng mà khi mà đi qua hải sản thì về cái đầu rỗng tích, không hiểu một cái gì luôn. Mình phải bắt đầu tham khảo lại từ đầu để có thể tường thuật cho các bạn nghe. À, đây là những cái món mà có chợ tại chợ Sóng Lưới nha mọi người. Rồi giờ mình tiếp tục đi. Đấy mọi người thấy những cái bạn căng căng ra như thế này là ở trong chợ Sóng Lưới nha mọi người. Đây chợ Sóng Lưới chỉ một đoạn thôi. Đó, từ cái ngoài cái đường này này, đó ngoài này, và đi một vòng vô đây. Đó, đi qua bên đây, đó là chợ Sóng Lưới nha mọi người. À, cái địa chỉ thì mình vừa nhắc tới mọi người rồi, ngay tố chỗ tượng Trần Quốc Tuấn, Trần Hưng Đạo đó. Rồi bên đây là một cái hàng bánh cá. Đó, một số các loại cá, có cả cá đuối, rồi cá chim, vân vân. Rồi bây giờ đi qua đây nữa nha mọi người. Các loại tôm nè, cua, cá, ghẹ nè. Đó. Thì khi tới chợ Sóng Lưới đa phần là đi đi mua hải sản thôi nha mọi người. Đó. Dạ chào anh. Hôm nay giữa tuần là chưa có khách nhiều ha. Dạ em nghe nói là cuối tuần nhiều khách lắm, giờ giữa tuần là chưa có khách nhiều. À, ok, đây có tôm hùm, nghêu sò, ốc hến, ghẹ các loại. À, tôm hùm. À, tôm hùm 5 giờ nhiều ký anh? Triệu hả? À. Tự nhiên á. Hả? À vậy hả, hầm tre hả? Ok, rồi, cảm ơn anh nha. Rồi bên đây là các một cửa hàng cá đó nha mọi người. Tôm, cua, cá, ghẹ. Đây đây có một cửa hàng cá nha mọi người. Đó, ai ai mà có sở thích là ăn cá nướng thì ra đây rồi có cá tươi sẵn luôn. Đây. Cam, cá sòng. À cá sòng nữa nè. Cá sòng này có cái gân ở giữa này nha mọi người. Này là cá sòng. Đây còn cá cam này là không có gân. Đó. Đó mọi người để ý này, cá sòng nè. Cá sòng này có cái gân này, đó, gân sọc đó. Còn cái này là cá cam. Nó giống giống nhau nhưng mà nó có cái gân đó để mình nói. Mình phân biệt. Đây cá thu nha mọi người. Đây cá thu này, cá bóp. À, sáng giờ con chưa biết gì về cá mà con đi một vòng chợ này là con thuộc hết loại cá luôn. Nè cá bóp nè, cá này cá thu nè, đó, con này cá đuối nè, còn con này là con cá đối nè, đúng không? À, rồi, con này là con cá chim nè, chim trắng mồ côi nè, con này là con thu nhật đúng không? Con này là con thu nhật đúng không anh? À, sa ba, con này là con bạc má nè, đó, con này là con cá ngừ nè. Con này con gì? À, con này con cá sủ nè, con mà có bao tự để làm kim kim may để tiêu, chị may tiêu á, chị may tiêu á. Nhưng mà cái loại này á là cá đực nó mới làm được thôi. Đâu? Con này hả? Ủa, sủ vàng á. Sủ vàng thì làm gì còn, mắc lắm. Con nó lấy con sủ đực á, anh biết không? Con cá sủ nha mọi người. Này là dùng làm cơm chiên cá mặn là nó đó. Là cơm chiên cá mặn là cái sủ nè. Giờ mà con sủ đực anh, có loại mà 2 triệu 1 ký mà mua tại miền Tây mới bắt lên luôn á, là 2 triệu 1 ký. Là sủ đực. Chị Tan. Chị Tan đó. Tại sủ cái nó không làm được, nhưng mà chủ sủ đực nó vẫn làm được. Lấy bong bóng à. Còn mấy cái xác nó là đưa vô làm cơm chiên cá mặn. Rồi ok, con quay rồi. Lành cá. Nghe cái tên sợ rồi, lành cá. Lành thì sợ, tên lành thì sợ vậy. Nhưng mà có lành thiệt không? Trời ơi, sao 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 anh kia nói lúc trước lành này giờ hết lành rồi. Này phải ghi là lành quá. Lành quá đúng không? Là có nghĩa là hiền quá đó. À, lành cá. Rồi ok, bên đây là một cái ấy tôm nữa nha mọi người. Có anh bắn tôm cua. Thì đa phần vô trong chợ Sóng Lưới này là để mua tôm cua hải sản. Đó. Không có massage, mát xước gì đâu, chỉ có tôm cua hải sản thôi. Đây là một cái vựa hải sản khác, vựa hải sản tuyết. Đó. Rất là nhiều các món hải sản nha mọi người. Đó, hàu nè, ghẹ xanh nè, ghẹ đỏ nè. Đó, sáng giờ biết nhiều lắm rồi. À, con này là con... cái gì? Sò huyết nè.
sò dương, sò mai gì tùm lum tà la nè, đó mực ống rồi. Này là tôm tôm sú biển nè, đó. Sáng giờ con chưa biết gì, đi quay một vòng là biết hết luôn. Dạ rồi, cua. Cua này cua biển. Này là bạch tuộc nha mọi người. Đó, còn này là con sú biển nè. Con sú biển nó to thiệt. Đó, còn con này là con nghêu nè, nghêu một còi nè chứ không phải hai còi. Rồi giỡn vui nha mọi người. Ok. Đây khi mà đi vô chợ sắm lưới. Đó. Ngoài kia là có tượng Trần Hưng Đạo mọi người, cái canh ngay tượng Trần Hưng Đạo đi vô là thấy sắm lưới Nguyễn Công Trứ đúng không chứ? Ngoài đó Nguyễn Công Trứ đúng không? À rồi Nguyễn Công Trứ nha mọi người. Ok, tiếp tục đi nha mọi người. Đây. Chợ sắm lưới. Rất là nhiều các vựa hải sản. Đó, tôm cua cá ghè, hàu hiếc gì đó. Rồi bên đây có loại cá nè. Đó, sáng giờ mình cũng đi các chợ Vũng Tàu này, mình cũng gửi cho mọi người một số các loại cá rồi. Đó, thì đây là trong những cái địa điểm quen thuộc. Trong một trong những cái địa điểm, những cái chợ mà gần bờ sông, gần bờ biển. Đó, mọi người có thể ra đây mua và cái mấy cái món này là món ăn sẵn nha mọi người, mua là ăn luôn nha. Đó, chế biến hết rồi, mua để ăn luôn cũng được. Hoặc cái này mà nhậu thì đúng hết hết nước chấm luôn. Đó, ra mua cái này ra bờ biển rồi lay rai. Đó là, hoặc là có thể mua những hải sản tươi sống rồi mình nhờ chế biến. Rồi xong chúng ta có thể ra ngoài bãi trước, bãi sau gì đó để thưởng thức ở ngoài đó luôn. Đó, chợ sắm lưới. Thì ở đây vẫn có những cái cửa hàng rau nha mọi người. Đó, rau ria đó, cá này là cá sa pa nướng nè, để sẵn rồi nướng. Dạ. Dạ không, em đi quay. Rồi đây có một vựa hải sản cũng tương đối lớn nha mọi người. Đây nó lớn. Thanh Bình. À, mọi người có thể tới đây và chọn những cái món tôm cua cá ghè rồi chế biến sẵn, hoặc là tìm một nơi nào đó mình có thể nhờ người ta chế biến, xong mình mang cái sản phẩm đã được chế biến đi ra ngoài bờ biển, bờ kè. Đó, ngoài đó mình có thể thưởng thức ở ngoài đó. Đây rất là nhiều các loại cá ngon nha mọi người. Đây cá cam này, cá bóp nè, cá thu nè, cá gì đỏ nè, cá chim, mực ống, mực nang. Đây có cả mít nữa nha. Dạ. Mít luôn. Đây có mít cả bánh mít luôn. Rồi ok, mình tiếp tục đi tiếp theo chợ sắm lưới nha mọi người. Đây có cua nè. Cua nước chấm nè. Hành, tiêu, ớt nè, dưa leo nè, đó. Cái món này mà kẹp với. Rồi xong ra ngoài chỗ bờ kè ngồi nhậu luôn. À đó. Đây, tôm hùm nè. Rồi cho em quay xíu nha. Tôm hùm nè, ghẹ mặt trăng nè, ghẹ đỏ nè. Đó. Ở đây ốc hương nè, sò huyết nè, móng tay nè, con trai nè, đúng không? Đây con trai nha mọi người. Này là con trai nha, không phải con gái nha. Này con trai, ai ăn chóng mà vô tình mà nhặt được một cục thì ngon ha. À, đó, đang chê, đang mà cắn nghe cái bực cái rồi xong mấy chục triệu trong đó. Mà có nhiều khách, em nghe có khách nào xuống Vũng Tàu là cắn một phát dính được cục màu đỏ đỏ hồng gì đúng không? Đó, với lại có cục màu đen nữa, màu đen. Đó. Đó, cái này giống như chơi xổ số nha mọi người. Ăn cái con trai này giống như chơi xổ số á. Vô tình cắn vô phát một lần luôn. Cú quạt rồi, ok nha. Rồi, đây là có mực lá và mực ống. Rồi, ok, rất là nhiều loại ngon nha mọi người. Đi trên chợ sông lưới nha. Rồi, bên đây bán nghêu sò ốc hến gì đó. Đó, đường này là đường Phan Bộ Châu nha mọi người. Cứ kẹp đường Phan Châu Chinh, chạy hết đường Phan Châu Chinh xuống Phan Bộ Châu, quẹo Nguyễn Công Trứ. Đó, cái tên là mọi người cứ đi ngoài đường bãi trước bãi sau gì đó, có đường Phan Châu Chinh gần tượng Chúa đó, xong đi vào, đi hết đường Phan Châu Chinh qua đường Phan Bộ Châu, đi ra gần ngoài đường thì có đường Nguyễn Công Trứ, quẹo vào đó chính là chợ sắm lưới nha mọi người nha. Đó, trước mặt mình là toàn cảnh cái chợ sắm lưới mình vừa quay cho mọi người xem. Tao quay với bảy cửa nhập á. Dạ. Rồi ok mọi người nha, đây là những cái hình ảnh về cái khu chợ sắm lưới, một trong những địa điểm du lịch yêu thích của khách du lịch mỗi khi có dịp tham quan Vũng Tàu, tham quan và du lịch Vũng Tàu. Đó, mình vừa chia sẻ tới mọi người cái khu chợ sắm lưới nha mọi người, và rất nhiều các cửa hàng bán thủy hải sản, tôm khô, cá mặn gì đó. Ok, và những cái địa điểm mình có thể ghé và
cái này mình không khuyến khích hoặc là không khuyên như thế nào, nhưng mà cái đó là mình chỉ tư vấn để mọi người có những cái sự lựa chọn nhất định cho mình mỗi khi chúng ta có thể đi du lịch ở thành phố Vũng Tàu. Video về chợ Sóng Lưới của mình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo.